Mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Bữa nay Diệu Huệ chia sẻ món chả rong biển chay nè. Món này á, sau khi làm mình để như thế này mình ăn á cũng được ha, và giảm dầu mỡ ha. Còn nếu như mà cô chú anh chị em và các bạn mình thích ăn giòn á, thì mình chiên giòn hoặc mình bỏ vô cái lò quay không dầu á, mình quay cũng được ha. Món chả rong biển này mình ăn với bún, với cơm hay với bánh mì cũng đều ngon ha. Sau đây Diệu Huệ chia sẻ nguyên liệu và công thức làm. Ở đây Diệu Huệ có 200g tàu hũ ky lá tươi, 200g nấm đùi gà, 200g củ sắn. Củ sắn các bạn mua loại củ sắn thật là già như thế này để nhiều tinh bột ha. Và một củ khoai cao 200g. Gia vị nêm, chút nữa Diệu Huệ nêm rồi Diệu Huệ chia sẻ ha. Và 10g rong biển này, rong biển đã sấy sẵn rồi ha. Các bạn mua cái rong biển về mình sấy đi rồi mình làm chả rong biển mới ngon. Khoai cao này mình rửa sạch đi rồi mình gọt cái vỏ ha. Rồi mình gọt vỏ xong rồi mình đi rửa lại ha. Mình rửa khoai cao xong rồi mình cắt miếng vừa ăn. Rồi mình cho vô cái chén này mình hấp cho khoai cao chín ha. Trong khoảng thời gian chờ khoai cao chín thì mình tiếp tục cắt hạt lựu cái củ sắn này ra ha. Rồi Diệu Huệ cắt xong cái củ sắn này ha. Tàu hũ ky và nấm cũng xả rửa sạch sẽ rồi nè. Mình quay trở lại cái nồi khoai cao. Xem khoai cao đã chín chưa nè. Quá sắp chín luôn rồi nè. Rồi mình lấy khoai cao ra. Mình dùng cái nồi nước sôi này luôn, mình cho vô một chút xíu muối. Mình cho cái nấm đùi gà vô, mình luộc sơ để khử cái vị hăng hắc của nấm đùi gà ha. Mình luộc cái nấm đùi gà vừa chín tới thì mình gấp nấm đùi gà ra ha. Rồi mình cho luôn cái tàu hũ ky lá vô, mình trụng sơ ha. Rồi mình trụng sơ thôi rồi mình trút ra ha. Mình để cái tàu hũ ky này cho thật là ráo nước ha cô chú anh chị em và các bạn. Rồi cái tàu hũ ky lá đã nguội và ráo hoàn toàn như thế này rồi á, mình tiến hành xay cái nguyên liệu ha. Đầu tiên là mình cho cái củ sắn xuống dưới. Tiếp đến là mình cắt cái nấm đùi gà vô trong cối xay luôn. Cô chú anh chị em và các bạn mình xem nấm đùi gà có nhiều nước đó thì mình vắt cho ráo nước đi ha. Mình cho luôn cái chén khoai cao vô. Mình xay. Mình xay cái nguyên liệu hỗn hợp cho mịn như thế này là được ha. Rồi mình cho cái hỗn hợp mình vừa xay ra cái tô. Cái lá này là mình không có xay mà mình dùng tay mình bóp nhuyễn ra như thế này ha. Nêm gia vị ha, 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm chai, 2 muỗng cà phê nước mắm chai, 2 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê dầu hào chay, 2 muỗng cà phê dầu hành baro. Các bạn ăn chay vì sức khỏe thì nêm bằng dầu hành gì cũng được ha. Một chút xíu tiêu xay, 10 gram rong biển, 1 trộn hỗn hợp cho đều và thấm gia vị. Mình cho vô 50 gram bột gạo hoặc là bột mì đa năng ha, 100 gram bột năng, 1 tiếp tục trộn cái hỗn hợp này cho thật là dẻo. Sau khi trộn cái nguyên liệu thì mình để đây cho bột nghỉ 15 phút. Cái sửng hấp này mình cho vô một ít dầu ăn. Rồi mình dàn cái nguyên liệu chả ra cho đều. Mình ém xuống cho thật là chặt thì cái chả của mình nó sẽ dẻ ngon ha cô chú anh chị em và các bạn. Rồi mình trét xung quanh cái miệng của cái sửng này một ít dầu ăn để chút nữa mình lấy cái chả cho dẻ ha cô chú anh chị em và các bạn. Rồi mình cho vô cái nồi mình hấp cách thủy 25 đến 30 phút, tùy theo cái nồi nhà cô chú anh chị em và các bạn mình nhiều hơi hay ít hơi ha. Rồi mình đậy cái lá chuối lại như thế này để cái hơi nước trên cái nắp dung á không có bị nhiễu xuống ha. Các bạn không có lá chuối thì mình kiếm dải mình bịt cái nắp dung lại ha. Nãy giờ mình hấp được hơn 30 phút luôn à. Mình tắt bếp, lấy cái chả ra cho nguội ha. Mình để đây cho thật nguội rồi mình bỏ vô trong ngăn mát tủ lạnh 3 đến 5 tiếng hoặc là qua đêm. Rồi Diệu Huệ để cái chả rong biển trong tủ lạnh được một đêm rồi nè. Giờ mình cắt ra là mình chế biến các món ăn thôi. Mình không thích ăn nhiều dầu mỡ thì mình để như thế này á, mình ăn cũng được rồi ha. Còn mà mình thích kho tiêu á, thì mình chiên sơ lên rồi mình kho tiêu. Diệu Huệ lấy ra dĩa một dĩa ha. À, từ miếng rất là ngon luôn. Và mình chiên lên á, mình kho tiêu mình ăn cơm. Hoặc là các bạn để y như vậy á, mình chấm với lại là nước tương á, mình ăn rất là ngon luôn ha. Chả rất là dẻo và mùi chả thì rất là thơm luôn, rất là tuyệt vời. Rồi Diệu Huệ cắt ra một cái dĩa chả rong biển rất là thơm. Cái này mình để như vậy mình ăn ha cô chú anh chị em và các bạn. Hoặc là mình thích ăn giòn á, thì mình cho vô cái lò chiên không dầu á, mình chiên lại ha. Mình ăn với cơm hay với bún hay với bánh mì cũng đều ngon ha. Rồi như vậy là Diệu Huệ đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn món chả rong biển đã xong. Diệu Huệ chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng làm món chả rong biển này ăn ngon miệng. Video hôm nay Diệu Huệ xin được kết thúc ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.